gương mặt mới nổi của làng trị mụn, nhưng nhanh chóng được các tín đồ làm đẹp săn đón, và đặc biệt là được nhiều chuyên gia da liễu khuyên dùng trong điều trị mụn trứng cá. Tuy nhiên kem Cleansit MS trị mụn gì? Để biết cách sử dụng cho đúng thì mang lại hiệu quả tốt nhất được. Trong video này, shop sẽ giải thích cho bạn về dòng kem Cleansit MS trị mụn gì để bạn có thể tin tưởng lựa chọn nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem trị mụn Cleansit MS có hiệu quả trong việc điều trị các loại mụn như mụn trứng cá, mụn viêm, mụn ẩn từ mức nhẹ đến trung bình. Đối với mụn viêm, sau khi bôi vài ngày sẽ thấy tình trạng mụn cải thiện rõ rệt, nhân mụn tan dần. Ngoài ra, với thành phần Adapalene là một dạng retinol, nên sẽ giúp thu nhỏ lỗ chân lông và giúp da căng, đều màu hơn. Ngoài ra, kem trị mụn Cleansit MS là sản phẩm thuộc nhóm thuốc điều trị bệnh da liễu nên phù hợp và an toàn với mọi làn da kể cả da nhạy cảm, nên chị em cứ yên tâm mà tìm hiểu kỹ và lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng da của mình nhé. Thực tế đây không phải là thuốc hiếm, nó là sản phẩm thuốc thoa trị mụn thường được bác sĩ chỉ định cho các trường hợp mụn ẩn, không viêm. Bạn có thể dễ dàng tìm mua Cleansit MS ở bất cứ đâu trên mạng. Tuy nhiên, Cleansit MS mua ở đâu chính hãng, an toàn nhất? Đó chính là hãy mua tại các nhà thuốc chuẩn GPP, như nhà thuốc An Khang hoặc cơ sở trị mụn uy tín, được bác sĩ kê trực tiếp sẽ giúp bạn an tâm hơn khi dùng sản phẩm. Kem trị mụn Cleansit hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị mụn Cleansit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.